Hello, chào các bạn. Hôm nay mình vẫn đi làm việc bình thường trong những ngày hôm nay. Đối với những nghề xe vận tải này thì không có giới hạn về vấn đề luật lệ mà quản thúc. Vì thật sự tài xế thì một người một xe nó không có ảnh hưởng gì về vấn đề mà bị cầm cúng này. Đó thì bên cạnh hôm nay mình thấy đây một cặp vợ chồng họ cùng nhau lái xe. Thì ban ngày thì thấy ông chồng ông đi thong thả nhưng bà vợ phải lái. Là thật sự thì họ chia nhau. Ban đêm thì chồng lái, ban ngày thì vợ lái. Thì cái ngày này nếu mà hai vợ chồng cùng lái một chiếc xe thì cũng có cuộc sống cũng thoải mái. Thì tức là đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cũng cạn đấy. Thì công việc thì nó có một tí xíu là chậm lại là vì tất cả những hãng lớn họ đều đóng cửa và giữ nhân viên ở nhà 2 tuần. Vì thế mà những công việc mà như chúng tôi đi lấy hàng hay là giao hàng ở nơi này thì nhân viên họ làm việc rất là ít người, chỉ cần 4-5 người lái xe nâng là được rồi. Thế mà công việc thì cũng không có cũng đi chậm chậm, cũng đi từ từ, cũng đi đà đà đó mà thì vẫn sống được, không có ảnh hưởng gì nhiều lắm đối với những nghề khác ở đây. Hiện tại những nghề khác về vấn đề nhà hàng đều đóng cửa, chỉ có những cái nơi mua bán thực phẩm là mở cửa thôi. Và những chuyến xe bus thì chạy ít lại đó, như vậy đó. Rồi nhưng mà những chuyến xe du lịch thì xe bus mà có du lịch đó trên 50 người thì cũng không có chạy đó. Thì tất cả mọi người thì hầu như là đi xe nhà hết để mà biệt lập, để mà không có gây tai nạn vấn đề cảm cúm. Thì hy vọng rằng cái lần bệnh này nó sẽ ngưng, là vì tất cả mọi nơi đều ngưng lại hết, không có máy bay 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 trên trời, không có xe bus ở trên đường, không có xe, ít người. Như tôi vậy đi làm về thì tôi cũng nằm ở nhà chứ không đi đâu hết. Thì bên đây thì mình có một chút xíu chia sẻ là vì thấy vợ chồng người này làm việc trên chiếc xe như vậy thì đây là công việc mà rất phù hợp cho vợ lẫn chồng trong cái nghề mà làm xe vận tải. Này xe của họ luôn đó, vì thế mà không cần phải đi xa, hai vợ chồng này chỉ cũng làm ở trong tỉnh bang này thôi chứ không có qua xa lộ. Thì sắp sửa hết mùa đông rồi thì tôi cũng lại bị trượt nữa, lần này cũng bị trật chân nhẹ nhẹ đi cà thọ tí xíu thôi, không có nhiều. Rồi thì bắt đầu tới đây thì mình tới lúc mà mình đã lấy được hàng xong thì chờ lên xe phát giấy tờ về hãng rồi sẽ chạy về hãng. Thì về là hôm nay cũng đủ tiền sống rồi, thì hình như là thứ sáu rồi. Ok, thì chuẩn bị đi nghỉ được 2 ngày cuối tuần. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cái clip này, nó tại vì ở trên cái mình thấy dashcam của mình á, nó có những cái mục nó hơi hay hay một chút xíu. Thì để từ từ một tí xíu nữa khi xe chạy chạy ra tới ngoài thì tôi sẽ chia sẻ một cái phần này, cái phần mà về sự kiến trúc, sự cấu trúc của một cái con đường với và những sự thay đổi của nó theo thời gian. Thì nói sẵn đến đây thì tôi sẽ nói trước đến vấn đề là vấn đề mà những cái ngã tư mà nó gọi là bốn bản dừng đó. Thì trước đây vào những năm 60
Thì đó là những cái sự kiến trúc, sự cấu trúc, sự bản vẽ gì của bên này đó, thì nó cho là của Âu Châu, của người Pháp. Thì phải, nó dùng cái chữ bồng binh á, thì nó là bất tiện, rồi giao thông bị chậm, đủ hết cái sự phê bình đó, sự phê phán mà gọi là negative đó. Thì cho đến giờ phút này thì ở tỉnh bang tôi đang ở, thì ở những xa lộ ở ngoài 80 km một giờ, thì những cái bản dừng bốn hướng, ngã tư bốn hướng dừng, bản dừng đó không còn nữa, là vì những cái tai nạn xảy ra rất là khủng. Thì những tai nạn xảy ra ngay cái bản, ngay ngã tư mà bốn hướng dừng, mỗi lần xảy ra tai nạn nó đều có chết người hết. Nó như thế mà cái tình trạng như vậy đó, thì họ mới nhìn lại những cái sự sự hoạch định, sự kiến trúc và kiến trúc về con đường ở Âu Châu, thì thấy là nó an toàn hơn ở bên này, ở những nơi có những cái ngã tư như thế này. Mình sắp sửa đi tới đây là bốn bản dừng đó, thì bốn bản dừng đây nè, nhiều khi mình dừng rồi mình chạy rồi xe ở bên kia nó quên đi, nó cứ đâm ngay chính giữa. Thí dụ như chiếc xe đó chạy ra thì tôi đây tôi chạy tới thì tôi không có dừng, quên lo bị chi phối này chi phối kia đó, thì đưa đến tai nạn toàn là đụng ngang hông không. Thì đụng ngang hông như vậy đó thì thiệt mạng. Ở ngoài hiện tại đây là những trên cái ngã tư nhỏ trong thành phố thôi thì còn, nhưng mà ở ngoài xa lộ lớn 80 km/h thì không còn nữa, thì nó đổi lại thành cái bộ binh giống như ngã 7, ngã 6, ngã 4 thì nó đó, chạy vòng vòng đó, không có giống như này mình phải dừng rồi mà mình chỉ chạy chậm lại thôi, chạy vòng theo cái bộ binh của nó. Đó, thì hàng ngày cũng như mỗi ngày thì cũng đều đi đến lấy hàng, rồi nó đây là cái binh ở trên xa lộ trong là chính, thì đó là như vậy, nó đổi lại cái ngã tư đó trở thành cái bộ binh như thế này, gọi là cái gì Opera Turnaround. Tư có thể họ làm ngã 5,
trở lại, coi như là kiến trúc trở lại một cái thời của năm 60 ở Âu Châu. Như thế mà họ cảm thấy, mình thấy là coi như là trước đây cả 50 năm thì họ cho là không tốt, bây giờ sau 50 năm sau thì họ cho là tốt. Nó có những chuyện như vậy, là cần thời gian để cho họ nhận xét được, đánh giá được những cái suy nghĩ của họ và những sự thay đổi mới để cho cái công ăn việc làm tốt hơn và cho cái sự lưu thông ở trên đường nó an toàn hơn. Và như thế mà cái sự phát triển không ngừng ở một xã hội nào cũng vậy, thì mà qua một cái giai đoạn rất là lâu dài mà để mà họ ngẫm nghĩ lại, rồi họ dùng đa số, thắng đa số mà để mà bỏ phiếu để mà quyết định thiết kế. Tại vì một cái con đường như vậy, thiết kế như vậy tốn nhiều tiền hơn là chỉ cầm bốn cái bản dựng như thế mà cái vấn đề là ngày xưa nó bị những trường hợp như vậy. Đấy, như thế mà nói là phải xây cái bồng binh thì phải tốn tiền sửa đất, sửa đi sửa lại, rồi làm bự ra, làm rộng lên, rồi làm vòng vòng, làm tròn tròn, rồi trồng bông trồng hoa, rồi tiền kiến, rồi tiền bảo trì, nó khi nó đắt hơn là bốn cái bản dựng. Nó chỉ là như vậy thôi à. Mà thí dụ đa số thắng thiểu số thì ở bên đây thì nó là như vậy. Có những hình thức mà khi mà làm việc ở trong tọa độ chánh hay làm việc ở đâu vậy, họ chỉ cần đa số thắng thiểu số, họ bỏ phiếu là họ có thể thực hiện được những cái công trình mà họ có thể trước khi xây dựng như vậy, họ có những cái bản vẽ ra, rồi thiết kế, rồi thống kê, rồi kết quả, rồi bỏ phiếu, rồi xong đó thì mới được thực hiện, chứ không phải là một người quyết định. Nói như thế mà nó có những ảnh hưởng như vậy. Thì trên đường này là con đường để mà đi về xa lộ 816. Xa lộ 86 là xa lộ phía Bắc xuống Nam, nối liền cái thành phố nhỏ của những người Amish, khu vực này của Amish hết đó. Nhưng mà hôm nay mình không thấy xe nữa. Rồi nó nối liền với Waterloo, là con thành phố mà viện đại học Waterloo, là cái viện khoa học, cái trường đại học nổi tiếng về computer, và cái nơi hometown là một cái vùng đất đã cho phát sinh ra cái BlackBerry, cái phone tai BlackBerry. Thì BlackBerry đã bị phá sản, thì phone đó nữa, nhưng mà xuất phát từ đây, tổng thống Mỹ ngày xưa cũng dùng BlackBerry để mà nói chuyện phone đấy.